Dạ xin chào các anh chị, mình muốn phun thuốc trừ sâu nhện bọ chỉ cho cái vườn mai của mình hoặc là tất cả các loại cây trồng nào đó, thì mình phun tốt nhất là vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát, còn mình phun vào buổi trưa thì không thể rồi, trừ trường hợp mình phun vào buổi trưa là chỗ ở của mấy anh chị sáng trời mưa, chiều trời mưa, cho nên bắt buộc mình phải phun vào buổi trưa. Nhưng mà mình phun vào buổi trưa nó có rất là nhiều cái tác hại. Tác hại thứ nhất là mình phun nó không hiệu quả. Tác hại thứ hai là nếu như mấy anh chị mà pha thuốc lỡ tay thôi, trong lúc mà mình phun trời nắng gắt như vậy thì cái lá mai của mấy anh chị nó dễ bị cháy hoặc là cây trồng nào đó nó dễ bị hư lá. Cho nên 100% là không có ai phun thuốc vào buổi trưa hết mấy anh chị. Phun hiệu quả nhất là vào buổi sáng hoặc là buổi chiều mát. Còn các anh chị có thời gian rảnh rỗi, mấy anh chị muốn trị sâu nhện bọ chỉ cho nó tận gốc là mấy anh chị phun vào buổi tối là tốt nhất. Bởi vì cái đặc tính của tất cả các loại côn trùng này, buổi tối nó đều bám lên cây mình ăn, còn ban ngày 90 mấy% là nó đều xuống đất, nó đều xuống chất chồng của mình nó ở. Vì vậy mình phun ban ngày là không hiệu quả cho lắm. Anh chị nào có thời gian rảnh rỗi và muốn trị tận gốc thì tốt nhất là mình phun vào buổi tối hết các anh chị. Nhưng mà chỗ ở của các anh chị, vườn mai của các anh chị á, chúng ngay một cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới, mưa ngày mưa đêm, mưa không ngớt, mưa không nghỉ, lá mai luôn luôn ẩm ướt. Mà ngộ bất cập có một cái á, là trong lúc đó cái vườn mai mấy anh chị á, đã bị sâu tấn công rất là nặng nề rồi. Nếu như mà mình không phun thuốc sâu liền kịp thời á, thì cái con sâu trong vòng một đêm thôi là nó ăn cây mai của mình banh xác rồi mấy anh chị. Vì vậy bắt buộc mình phải phun. Nhưng mà trời mưa hoài, lá mai luôn luôn ẩm ướt như vậy, thì thử hỏi các anh chị mình mua thuốc sâu ở thị trường về mình pha, mình phun làm sao được mấy anh chị? Mấy anh chị muốn phun thuốc sâu cho nó hiệu quả thì mình phải đợi cho cái lá mai mình khô ráo thông thoáng rồi mình phun nó mới hiệu quả. Nhưng mà không có lúc nào mà ông trời ổng nghỉ mưa hết, lúc nào cũng mưa hết, mưa lâm dâm mưa hoài như vậy. Thì thử hỏi các anh chị mình mua thuốc sâu ở ngoài thị trường về mình pha, mình phun mà mưa hoài như vậy thì làm sao mình phun được mấy anh chị? Lá mai luôn luôn ẩm ướt như vậy thì làm sao mình phun được mấy anh chị? Cũng giống như là trường hợp của em, mấy hôm dài cái vườn mai của em nó bị sâu tấn công rất là nặng nề rồi. Nhưng mà chỗ ở của em ngày nào cũng mưa hết, em đợi cho ông tạnh mưa rồi em phun, nhưng mà lúc nào ông cũng mưa hết. Vì vậy trong cái video này em chia sẻ đến mấy anh chị là một cái loại thuốc. Cái loại thuốc này nó rất là hay. Nó hay đến nỗi là khi mà mình phun vào cây mai mình rồi á, thì mấy anh chị để ý trong vòng 4-5 giây thôi là cái con sâu, con nhện và con bọ chỉ té xuống cái đất chết ngay lập tức liền. Nó hay đến nỗi rất là kinh ngạc như vậy mấy anh chị. Còn các loại thuốc trừ sâu ở thị trường mà so sánh lại cái độ hay với nó thì không cửa với nó nha. Vì vậy em mới đặt tên của nó là một loại thuốc hủy diệt tất cả các loại côn trùng. Thì cái loại thuốc này á, em đã chia sẻ 1-2 năm trước rồi, dành cho những anh chị mà trồng ít cây, trồng từ 20 cây trở xuống. Nếu như mấy anh chị làm biến pha thuốc sâu ở thị trường thì mấy anh chị lấy chai thuốc này mấy anh chị xịt rất là hiệu quả. Nhưng mà bây giờ mấy anh chị trồng vườn hoặc là em bây giờ cũng đã trồng vườn rồi, vậy thì cái loại thuốc này mình có phun được cho tất cả vườn mai của mình không? Mà trong lúc cái vườn mai chỗ ở của mình mưa rất là lớn, mưa không nghỉ, mưa không ngớt, lá mai luôn luôn ẩm ướt, vậy thì cái loại thuốc này nó có phun được trong lúc mà trời mưa lâm dâm như vậy không? Thì mấy anh chị hãy cố gắng coi hết video này giùm em, rồi em sẽ tính toán ra cái lượng tiền giữa chai thuốc này với tất cả các loại thuốc trừ sâu ở thị trường để cho các anh chị hiểu cái loại này nó rẻ hơn không. Thì các anh chị hãy cố gắng coi hết video này giùm em. Mấy anh chị thấy em chia sẻ nó có hay, có hữu ích, mấy anh chị có thương em thì hãy nhớ cho một like mấy anh chị. Và mấy anh chị nên lưu ý là mấy anh chị đừng có rời khỏi màn hình. Em sẽ phân tích ra cái số tiền và cái độ hay của nó ở gần gần cuối video. Chỗ của em hồi sáng cũng mưa rất lớn, rồi hồi chiều này cũng có một cái cơn mưa rất lớn. Để em chứng minh cho các anh chị thấy là cái loại thuốc này nó hay đến mức độ nào và nó tiện lợi đến cái mức độ nào. Thì mấy anh chị cố gắng xem hết video này, mấy anh chị đừng có rời khỏi màn hình nha. Đừng có rời khỏi video nha mấy anh chị. Thì hồi chiều có một cơn mưa rất lớn, mấy anh chị quan sát cái lá mai của em á.
thì còn rất là ướt nè, còn rất là ướt nè. Mà nếu như mấy anh chị mà phun thuốc sâu á, nếu như mình phun thuốc sâu hoặc là mình phun thuốc nấm bệnh trên cây mai á, mà cái lá mai mình nó ướt như thế này là mình phun đâu hiệu quả mấy anh chị. Vì vậy cái loại thuốc này nó rất là tiện lợi, nó phun được cho mọi tình huống luôn. Đây, để em cho mấy anh chị coi. Thì cái cây mai này bữa hổm em xả tàn, mấy anh chị thấy sâu nó ăn banh chành siêu quách luôn nè. Nó ăn từ lưa hột dưa luôn nè, mấy anh chị thấy không? Mấy anh chị thấy sâu không? Nếu như bây giờ mà không phun thì sáng đêm nay cây mai này không còn một lá mai nào luôn, không còn lá nào luôn nè, mấy anh chị thấy nó ăn nè. Mấy anh chị thấy nó đang ăn không? Nè, mấy anh chị thấy nó sâu đang ăn nè. Nè, sâu nữa nè. Vì vậy em sẽ phun chứng minh cho mấy anh chị thấy. Và đêm nay em sẽ phun toàn bộ cái vườn mai của em luôn á mấy anh chị. Phun toàn bộ luôn. Chút nữa em sẽ phun mai con cho mấy anh chị thấy. Để em chứng minh cho mấy anh chị thấy là cái loại thuốc này nó tiện lợi và nó hiệu quả như thế nào nha. Và em sẽ tính toán ra cái lượng tiền, tính toán ra cái lượng tiền xem thử cái loại thuốc này nó rẻ hơn là mình mua thuốc sâu mình phun không nha. Đó, bắt đầu em sẽ phun thử cho mấy anh chị xem. Thì cái chai này á là mình mua nhầm chỗ, nó bán 28 ngàn chai, có chỗ là bán 30 ngàn chai. Và cái chai này hồi chiều lại mua 37 ngàn, nó mua chỗ khác nè, chỗ này nó bán hơi cao giá nè. Đây là loại chai thuốc xịt côn trùng, chai thuốc xịt kiến trong gia đình của mình xài hoài mấy anh chị. Loại này các anh chị khá là quen thuộc rồi. Em đã chia sẻ một hai video một hai năm về trước á, em đã chia sẻ một hai cái video về cái loại thuốc này rồi. Nhưng mà bây giờ chỗ mà mình mưa nhiều á, mình không phun thuốc sâu được, vậy thì mình phun thuốc này. Mấy anh chị cố gắng xem hết video giùm em nha. Mấy anh chị để ý nha, phun vô rồi là sâu nhện bọ chỉ là nó té ngay lập tức liền. Mà loại thuốc này nó chỉ đặc trị là cái con sâu, con bọ chỉ, con nhện nó cũng rất là hiệu quả luôn mấy anh chị. Thì trước khi mình xài á, mình phải lắc đều lên nha. Mấy anh chị đứng xa ra nè, đứng xa ra, đừng đứng gần cây mai quá nha. Từ cái tay em bóp đến cây mai là khoảng một thước. Mình đứng xa ra như vậy nè, mình phun phun xương thôi. Đó, mấy anh chị thấy không? Phun xương thôi. Còn mấy anh chị đứng gần quá thì cái dòi phun nè, nó sẽ gần cái lá mai quá, làm cho lá mai mình ướt. Mình phun xương như thế này nè, là cái xương nó bay á, cái khối nó bay á, nó không có làm ướt lá mai, nó cũng không ảnh hưởng đến cái lá mai nữa, mà tiết kiệm thuốc luôn. Cái thứ hai nữa là nó phun đều luôn nguyên cả một cây mai. Bây giờ mấy anh chị coi cái con sâu nó té này nha. Còn cái con nhện đỏ hoặc là bọ chỉ thì nó rất là hiệu quả. Nè mấy anh chị thấy nè, té liền nè, thấy không? Khi mình phun vô rồi là nó té liền nè mấy anh chị. Nó té và nó té đáy luôn nè. Nó té xuống rồi nó chảy té cứt luôn á mấy anh chị. Té phăng luôn á. Nè đây. Mấy anh chị thấy không? Khi mình phun vô rồi là nó té xuống như thế này nè. Đó. Nè mấy anh chị thấy không? Tàn ô qua nè mấy anh chị thấy không? Nhóc con hết nè. Nè nó dậy chết nè mấy anh chị thấy không? Nó cong mình lại nó dậy chết nè. Nè. Rồi nè. Như vậy đó, nếu như mình không phun đêm nay thôi, không phun hoặc là mình mất. Như vậy đó, nếu như mình không phun đêm nay thì thử hỏi cây mai này sáng còn lá nào không anh chị? Không còn một lá luôn, chỉ còn cái xương không. Rồi, đó,
thì em đã chứng minh cho mấy anh chị thấy là mình phun vào rồi, trong vòng 3-4 giây thôi là bắt đầu sâu nó té xuống như thế này, nó té xuống nó bò ngổn ngang hết nè mấy anh chị thấy không, gần cả chục con luôn, bắt đầu nó dậy chết cho mấy cho các anh chị thấy nó dậy chết nè, nè lư hết nè đó. Mình phun sương thôi, không tốn thuốc mà cũng không ảnh hưởng đến cây nha. Mà em đã trải nghiệm rồi, nếu như mấy anh chị phun có đậm có ướt lá đi chăng nữa, lá mai mấy anh chị cũng không bị ảnh hưởng gì luôn. Rồi bây giờ mấy anh chị thấy cây mai cúc thọ hương này của em nè, thì không thấy sâu, không thấy sâu ăn, nhưng mà mình cũng vẫn phun phòng ngừa luôn nha. Từ cái tay bóp của em nè đến cây mai là cũng khoảng thước nè, phun sương nè. Rồi đơn giản thôi mấy anh chị, sâu nhện bọ chỉ là nó té ngay lập tức liền. Rồi tiếp theo nó là cây mai cúc thọ hương bên trong này nó này nha, cũng khoảng một thước nè mấy anh chị thấy không, đừng đứng gần quá nha, phun từ trên phun xuống. Rồi đơn giản thôi, là mấy anh chị thấy cái ổ nhện nè, nè nhện bắt đầu nó dậy chết nè mấy anh chị thấy không, nè nhện nè, nhện đỏ nè mấy anh chị thấy nhện đỏ không, nè 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 nè, nhện chúa, nhện đỏ, nhện giá, nhện gì nó cũng chết sạch hết, nè nó dậy chết nè, nó. Anh chị thấy không, vào mấy tháng mưa này con nhện đỏ nó rất là nhiều nha mấy anh chị, bắt đầu từ tháng 7 này đổ về sau là con nhện đỏ nó xuất hiện là 100% nha, vào những tháng nắng thì con bộ chỉ nó xuất hiện nhiều, thì trong cái giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 là mình phải phun thuốc sâu nhện. Nhưng mà cái loại thuốc này mấy anh chị thấy nè, mấy con nhện nè, nè nè nè, nó dậy chết nè mấy anh chị thấy không, đó, mình phun vào trong vòng 2-3 giây thôi là nó dậy chết rồi. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ phun cây mai cúc thọ hương này luôn nha, cũng đứng xa khoảng chừng thước thước dữ nè, đơn giản thôi. Rồi tiếp theo nữa là em phun cái cây mai tàng lớn này luôn nha nè, đó rồi đơn giản thôi. Thì cái cây mai tàng lớn này mình mới nãy là em phun trong này ha, bắt đầu mình đi vào mà trước mình phun sương cái là xong, đứng xa khoảng thước nè. Ôi dư gió à, đứng dư gió cái chất quốc cảm gì. Mình phun là mình đứng trên gió nha mấy anh chị, đứng dưới gió là nó không hiệu quả. Đó, nãy giờ mấy anh chị thấy không, là em phun toàn bộ hết rồi đó. Đây còn cây mai tàng lớn em thường làm video nè, cái loại thuốc này nó trị sâu bổ chỉ nhện và tất cả các loại côn trùng con giấy này kia nọ rất là hay luôn mấy anh chị. Cái khu mai bên này thì sâu nó ăn ít, nhưng mà mình sẵn mình phun phòng ngừa luôn nha. Chỉ phun sương thôi, lá mai mình không ướt mà rất là hiệu quả. Còn rất là nhiều luôn anh chị, có nghĩa là một chai này là em phun được hết vườn đó. Cách đây mười mấy ngày em cũng đã phun hết một chai rồi anh chị, phun toàn bộ vườn mai em luôn. Thì cái số cây trong vườn mai em tính luôn cái nhỏ nhỏ và lớn luôn á, là khoảng chừng 600-700 cây á anh chị. Nè, còn cái mai tàng lớn nè.
chỉ cần 2-3 bóp thôi là hết rồi. Mày phôi nè, phun ban đêm là tuyệt vời nhất. Mình phun sâu bộ chỉ, phun ban đêm là tuyệt vời nhất. Tất cả các loại côn trùng ban đêm đã bắt đầu nó bò lên cây nang. Mình phun là tuyệt vời luôn anh chị, rất là hiệu quả. Còn phun sáng nó không chịu vào ban đêm đâu nha. Nếu như mấy anh chị có thời gian, mấy anh chị mà muốn ngon á, muốn hiệu quả đó, thì mấy anh chị phun ban đêm là ok, là ngon lành nhất. Nãy giờ em phun là hết mà mấy khu trước này luôn đó chị. Cây này nó bị bộ chỉ ăn nè, nhưng ít, chỉ có con cây thôi, chủ yếu là nhện và sâu. Nè, mấy anh chị thấy không? Mấy anh chị chịu khó đừng có rời khỏi màn hình nha mấy anh chị. Em sẽ giải thích cho mấy anh chị hiểu. Còn hơn phân nửa chai đó mấy anh chị, mà bây giờ em đã phun khá là nhiều rồi. Bây giờ em sẽ tạm thời cắt ngang ha. Nhiều đó là đủ để chứng minh rồi mấy anh chị. Còn mấy phần còn lại này em sẽ phun để không làm mất thời gian mấy anh chị á. Nhưng mà mấy anh chị đừng có rời khỏi màn hình nha. Dạ xin chào các anh chị. Hiện tại giờ em đang cầm cái máy quay video á, là 10 giờ mấy, 10 giờ mấy trưa. Trời đang nắng rất là gắt nè. Đó, đang nắng rất là gắt. Ngày 13 tháng 7 âm lịch. Thì mới nãy cái đoạn giữa của cái video á, đó là cái đoạn mà em thực hành phun chai thuốc này nè, là em phun hồi đêm hôm, là đêm 12 tháng 7 âm lịch. Thì hiện tại giờ em đang quay video á, là em để cho mấy anh chị coi lại cái lá mai, coi lại cái lá mai, và em lựa ngay buổi trưa như thế này để cho mấy anh chị coi lại cái lá mai sau khi mình phun thuốc rồi, lá mai mình có bị ảnh hưởng gì không. Thì nãy giờ mấy anh chị quan sát cái lá mai á, thì cái mai mình nó rất là bình thường, nó rất là ngon lành. Có nghĩa là mấy anh chị phun chai thuốc này vào á, không ảnh hưởng đến cây trồng mà rất là có lợi luôn. Nó tiêu diệt những cái con trùng rất là hiệu quả. Nói về độ đẳng cấp thì chai thuốc này nó là loại đẳng cấp thứ nhất rồi mấy anh chị. Còn về cái cách phun thì mới nãy trong giữa video đó em đã hướng dẫn rồi. Mấy anh chị coi tiếp thu không kịp thì mấy anh chị xả tới xả lui, xả lại coi cho kỹ rồi từ đó về sau mấy anh chị áp dụng ha. Rồi bây giờ em đang đứng ở ngoài nắng rất là nắng gắt. Dạ rồi bây giờ em sẽ mời các anh chị vào trong mát để em tính toán ra cái lượng tiền, xem thử coi cái chai thuốc này nó có rẻ hơn là những cái loại thuốc sâu ở ngoài thị trường không nha. Nó thì mấy anh chị quan sát cái lá mai của em á, em đang quay buổi trưa trời rất là nắng gắt, lá mai rất là ngon lành nha mấy anh chị. Mình phun thuốc này vào không bị ảnh hưởng gì đến lá mai hết. Các anh chị muốn sử dụng chai thuốc này thì trong lúc em quay như thế này nè, mấy anh chị chụp màn hình lại rồi ra tiệm tạp hóa, mấy anh chị mua chai thuốc giống y như thế này. Đây là chai thuốc xịt kiến màu xanh hiệu Kinh Sát, đặc trị kiến, muỗi và tất cả các loại côn trùng trong gia đình. Thì em đã chia sẻ chai thuốc này xịt cho vườn mai của mình rất là hiệu quả trong mấy năm vừa qua. Thì bây giờ em sẽ tính toán ra cái lượng tiền giữa chai thuốc này với tất cả các loại thuốc trừ sâu ở ngoài thị trường, xem thử coi cái loại nào hiệu quả mà loại nào là tiết kiệm tiền cho mình nhiều nhất. Thì chai thuốc này á, nhầm tiệm nó bán một chai là 28.000 một chai, còn nhầm tiệm nó bán là 30.000 một chai, rồi nhầm tiệm nó bán là 30 mấy ngàn một chai,
cũng giống như hồi đêm hôm em xuống tiệm với chợ em mua, hai chai là 74.000, vậy thì một chai là 37.000 một chai. Và hồi đêm hôm em đã phun cho vườn mai của em á là tổng cộng hết một chai dữ, hiện tại giờ còn nửa chai. Vậy thì mình tính toán cho cái lượng tiền hồi đêm hôm em phun á là khoảng 5 đến 60 ngàn trở lại thôi mấy anh chị, còn nửa chai nè. Thì để tính toán giữa nó và các loại thuốc trừ sâu khác á, thì em sẽ lấy ra một số cái ví dụ sau đây. Thì lúc trước á, vườn mai của em thường hay phun rồi, phun cái thằng thuốc trừ sâu bơ siêu. Thì cái gói bơ siêu đó nó có khối lượng là 10 ml, 10 ml pha cho 16 lít nước, và một gói đó là 10.000 một gói, mà mỗi lần em phun cho vườn mai của em á, là khoảng 7 đến 8 gói đó mấy anh chị. 7 đến 8 gói tính cho thành tiền á, là khoảng 7 đến 80 ngàn. Mình tính sơ sơ thôi là đã thấy là nó cao giá hơn cái thằng này rồi. Cao giá hơn thằng này rồi. Thằng này hồi đêm hôm em phun chỉ có 50 ngàn thôi đã hết cái vườn mai rồi. Nó bị tính ra thằng này là nó rất là ngỡ hơn là mình phun thuốc sâu bơ siêu. Thì bây giờ em chỉ tính nôm na như vậy thôi. Thời lượng của video thì nó có hạn. Mấy anh chị mua về rồi mấy anh chị sử dụng cho vườn mai của mình, rồi mấy anh chị tính toán ra. Mà mấy anh chị cần lưu ý, mấy anh chị phun á, là chỉ phun sương thôi. Phun sương thôi, cái nhất là nó không tốn thuốc, tiết kiệm cho mình. Còn mấy anh chị mà đứng gần cây mai quá, mấy anh chị phun á, thì nó hao thuốc, chắc là hao thuốc nha. Và cái lá mai của mình nhiều khi mà mình phun đậm quá nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì em phun như hồi đêm hôm đó là phun sương thôi, rất là hiệu quả mà không có tốn tiền, cũng không có tốn thuốc nhiều nữa, mà lại không ảnh hưởng đến cây mai nữa. Mấy anh chị lưu ý điểm này giùm em. Còn về tính toán á, thì nãy giờ em đã tính sơ sơ rồi, thì em thấy thằng này nó rẻ hơn là em phun bơ siêu đó, rẻ hơn. Mà một điều cần lưu ý giùm em, thì mình trồng mai á, đối với cái chai này á, thì mình phun trong những cái trường hợp là ngộ bất cập. Ví dụ như là chỗ ở của mấy anh chị mà sáng trời mưa, chiều trời mưa, tối trời mưa mà mình phun những cái loại thuốc sâu ở thị trường không được á, ngộ bất cập á, mình mới lấy chai này mình phun. Phun một cử hai cử thì nó vẫn không sao. Còn phun lâu dài về sau á, thì em không có biết là ảnh hưởng như thế nào. Thì từ xưa tới giờ nhiều khi mà em bị một hai cây á, em phun nó một hai lần, thì từ đó về sau em mới phun lại thuốc sâu ở ngoài thị trường. Em nói như vậy mấy anh chị hiểu không? Có nghĩa là ngộ bất cập, mình phun một hai lần thì vẫn không sao, còn phun lâu lâu dài về sau nữa thì em không có biết là nó có ảnh hưởng đến cây mai của mình hay không nha. Thì cách đây mười mấy ngày em đã phun hết một chai dữ nữa rồi, có nghĩa là mười mấy ngày trước á em cũng đã phun một lần rồi, và em phun lần này nữa lần thứ hai đó mấy anh chị, và lá mai em nó vẫn là ngon lành. Còn mình phun từ đây về sau nữa thì mình không có biết, nhưng mà mình muốn an toàn cho cây á, thì trong lúc mà ngộ bất cập như thế này mình chỉ phun tạm thời thôi, rồi từ đó về sau mình phun lại thuốc sâu đi nha mấy anh chị. Còn tính ra cái lượng tiền thì thằng này nó rẻ hơn là các loại thuốc sâu khác rồi đó nha. Dạ rồi, thì em nói như vậy thì mấy anh chị cũng đã hiểu rồi. Mấy anh chị có thương em thì hãy nhớ cho em một like mấy anh chị. Và cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú anh chị và các bạn nha.